Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn cho chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề dược liệu, chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu ngũ gia bì có tác dụng gì và Trang có 6 phần chính muốn gửi đến bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang điểm danh qua ngũ gia bì là gì, ý nghĩa của ngũ gia bì. Thứ hai, phân loại ngũ gia bì. Thứ ba, tác dụng của ngũ gia bì. Thứ tư, cách sử dụng. Thứ năm, những lưu ý. Và cuối cùng thứ sáu, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Nếu như các bạn thật sự đang quan tâm và muốn tìm hiểu một cách khái quát về ngũ gia bì thì những kiến thức ngày hôm nay sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Lưu ý, đây chỉ là những kiến thức giúp cho bạn tham khảo, chứ Trang không đưa ra bất kỳ chuẩn đoán hay thay thế phương pháp điều trị y khoa nào. Các bạn cần lưu ý và cân nhắc nhé. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu ngũ gia bì là gì, ý nghĩa của ngũ gia bì. Ngũ gia bì gai hay còn gọi là thích gia bì, tam gia bì, xuyên gia bì, v.v. Nó có nhiều tên gọi khác nhau. Tên khoa học của nó là Ancathobacter aculeatus araliaceae. Thì ngũ gia bì là thuộc nhóm cây bụi có thể cao từ 1 đến 7 mét, lá kép chân vịt mọc so le, mỗi cụm gồm 3 đến 5. Thì cành của nó vươn dài và có gai các bạn nhé, và cái cuốn lá nó cũng dài nữa, từ 4 đến 7 cm lận. Thì lá của nó có hình bầu dục hoặc là thuôn dài, và nó sẽ thuôn dài ở phía cái đầu nè, cũng như là hai cái mặt lá thì bạn sẽ thấy nó nhẵn, còn cái mặt trên thì nó sẽ có màu xanh bóng hơn, và mép lá thì có khía răng, và trên gân lá thì nó sẽ có gai. Còn đối với hoa thì nó sẽ mọc ở đầu cành, cuốn hoa dài 4 cm, và hoa thì nhỏ có màu trắng lục, và cái cánh hoa thì sẽ có hình tam giác. Cong quả của nó là quả mọng dạng hình cầu dẹt các bạn nhé, và khi chín thì nó sẽ có màu đen và bên trong nó có hai hạt. Thì bộ phận sử dụng để làm thuốc của ngũ gia bì đó chính là vỏ thân hoặc là vỏ rễ, các bạn cần lưu ý nhé. Và ý nghĩa của ngũ gia bì trong phong thủy là gì? Thì trong phong thủy, người ta sử dụng ngũ gia bì để làm bonsai hoặc là cây cảnh, hoặc là cái những cái chậu để trong phòng làm việc hay là trong phòng khách đó, thì nhằm mục đích đó chính là mang đến sự hưng thịnh cho gia chủ, có nghĩa là vừa phát triển về đường sự nghiệp cũng như là hợp tốt cho cái đường tài vận của các bạn nè, có nghĩa là mang tiền tài, sự thịnh vượng đến cho gia chủ, đồng thời dùng để trấn phong thủy và trừ tà khí rất là hiệu quả. Đồng thời nếu như bạn để ở nhà đó thì nó sẽ giúp cho hòa khí của gia đình trở nên hòa thuận và im ấm hơn. Thì đó là cái mặt ý nghĩa phong thủy mà ngũ gia bì mang đến thôi các bạn nhé. Và ngũ gia bì này thì nó thích hợp đối với những người tuổi Dần hoặc là những người mệnh mộc. Mệnh mộc nếu như bạn trồng thủy canh, có nghĩa là trồng trong cái chậu nước đó, thì nó lại gia tăng cái sự tương sinh nữa, rất là tốt. Mệnh mộc thì các bạn nên chọn cái chậu là màu đen nè, màu xanh lá cây hoặc là màu xanh nước biển thì nó sẽ tốt hơn là cái màu trắng bạn nhé. Bởi vì trắng là kim, kim khắc mộc thì không tốt, cho nên là chúng ta sẽ chọn những cái chậu như vậy sẽ tốt hơn. Còn đối với những người mệnh thổ muốn trồng ngũ gia bì cũng được các bạn nhé, bởi vì nó sẽ tạo nên sự vững chắc hơn, có đất có cây. Nhưng mà chọn cái chậu thì nên chọn cái màu đó chính là màu đỏ, màu vàng, màu cam nè, thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì nó sẽ tương sinh, có nghĩa là hỏa sinh thổ. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong về phần ý nghĩa trong phong thủy mà ngũ gia bì mang đến cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai cùng với Trang nhé. Phân loại ngũ gia bì. Các bạn hỏi Trang ngũ gia bì có mấy loại, chia thành hai loại thôi bạn nhé. Một là ngũ gia bì cẩm thạch, hai là ngũ gia bì lá xanh. Thì hai loại này bình thường nó rất giống nhau cho nên các bạn khó nhận diện. Và điểm nhận diện dễ nhất đó chính là cái màu sắc của lá cây.
Gỗ gia vị cẩm thạch nó sẽ có cái màu sắc của lá là vừa có màu vàng và màu xanh xen kẽ nhau, rất là đẹp, cho nên người ta dùng để làm cây cảnh hoặc là trang trí đó. Còn ngũ gia vị lá xanh thì quanh năm nó đều có một cái màu xanh bóng và nhẵn đó, thì những cái gì chúng ta vừa miêu tả hồi nãy là ngũ gia vị đó, lá xanh. Thì lá xanh ngày nay người ta cũng trồng để làm bonsai hoặc là cây cảnh hoặc là những cái chậu để các bạn trồng ngoài trời ở nhà nè, để tạo nên cái sự tài vận cho gia chủ, hoặc là bạn trồng để làm kiểng đều được các bạn nhé. Thì những cái loại ngũ gia vị này nó thích hợp trồng với cái môi trường là vừa là bóng râm hay là ngoài trời, nó đều sống rất tốt. Bạn có thể chọn cái loại chậu nào cũng được các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần phân loại rồi. Thì ở đây Trang sẽ nói thêm luôn, để sử dụng ngũ gia vị làm thuốc thì người ta sử dụng ngũ gia vị gai hoặc là ngũ gia vị hương, còn những loại ngũ gia vị khác thì không sử dụng để làm thuốc. Các bạn cần lưu ý và cân nhắc thật kỹ nhé. Nếu như mà chúng ta không có kiến thức rõ thì chúng ta không tự ý sử dụng ngũ gia vị. Phần thứ ba, tác dụng của ngũ gia vị là gì? Có lẽ phần này các bạn đang quan tâm đây. Các bạn muốn biết rằng ngũ gia vị có tác dụng như thế nào đối với sức khỏe hay không? Thì câu trả lời là nó mang đến rất nhiều những tác dụng cho sức khỏe, trong đó đáng chú ý nhất đó chính là tác dụng trên xương khớp. Bởi vì sao? Bởi vì ngũ gia vị nó có vị đắng và cay, cho nên là nó mang cái tính ôn, nó quy vào ba kinh gan, phế và thận, cho nên nó sẽ có công dụng là khu phong, cũng như là nó sẽ mạnh gân xương và nó sẽ hoạt lạc khí huyết trong cơ thể của các bạn đó, rất là tốt, cho nên được hỗ trợ điều trị trong cái việc là mạnh gân cốt nè, đau nhức xương khớp hoặc là đau lưng mỏi gối, đặc biệt trong đó có trẻ em chậm biết đi nữa các bạn nhé, thì nó sẽ hỗ trợ rất tốt. Ngoài ra ngũ gia vị nó sẽ làm cho cái phần cơ của chúng ta mềm và thư giãn, cho nên nó sẽ hạn chế được tình trạng đau nhức xương khớp. Thì đó là cái công dụng nổi bật của ngũ gia vị. Nhưng nhớ rằng chỉ có ngũ gia vị gai hoặc là ngũ gia vị hương. Ngũ gia vị hương thì là dược liệu rất là quý hiếm rồi. Thường là người ta sẽ sử dụng là ngũ gia vị gai để làm thuốc. Chỉ có loại dược liệu này nó mới mang đến công dụng làm thuốc. Còn những cái loại dược liệu mang tên ngũ gia vị khác thì không có tác dụng làm thuốc. Các bạn cần phải lưu ý và cân nhắc. Và bộ phận dùng của nó làm thuốc đó chính là vỏ thân hoặc là vỏ rễ, các bạn cần lưu ý nhé. Công dụng tiếp theo đó chính là nó sẽ giúp cho cơ thể của các bạn giảm đi sự mệt mỏi, đồng thời nó sẽ giúp cho bạn an thần, dễ đi vào giấc ngủ hơn, và nó sẽ giúp cho bạn là trồng xung quanh nhà để đuổi muỗi nè, cũng như là làm sạch không khí, và một trong những cái tác dụng tuyệt vời đó chính là tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Thì đó là những cái công dụng và tác dụng mà ngũ gia vị mang đến cho các bạn khi sử dụng. Nhớ là sử dụng ngũ gia vị thì phải có ý kiến của bác sĩ hoặc là sự hướng dẫn của các lương y uy tín thì chúng ta mới có thể sử dụng được bạn nhé. Phần thứ tư, cách sử dụng ngũ gia vị như thế nào? Thì sau đây Trang sẽ hướng dẫn cho bạn một số những bài thuốc sử dụng ngũ gia vị để chúng ta sử dụng đúng và an toàn. Lưu ý là phải tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc lương y uy tín trước khi sử dụng, bởi vì nó còn kết hợp thêm những cái vị thuốc khác nữa mà phải đúng hàm lượng các bạn nhé. Và các bạn cần lưu ý bộ phận sử dụng để làm thuốc của ngũ gia vị là vỏ thân hoặc là vỏ rễ, các bạn cần lưu ý và cân nhắc. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng một số những bài thuốc có ngũ gia vị đây. Đối với trường hợp bị đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối thì chúng ta sẽ sử dụng 100g ngũ gia vị sao vàng hạ thổ, sau đó ngâm cùng với một lít rượu trắng 30 độ, ngâm từ 10 đến 15 ngày thì có thể sử dụng. Mỗi ngày chỉ uống một lần duy nhất, một chùm nhỏ 30ml vào buổi tối trước khi đi ngủ. Còn đối với những trường hợp là run tay, run chân, khó cầm nắm thì chúng ta sẽ áp dụng bài thuốc ngũ gia vị 30g, ngưu tất thạch học mỗi vị 24g, nhục quế 6g, gừng 3g, sắc lấy nước uống trong ngày. Còn đối với trường hợp bị yếu gân xương hoặc là trẻ em chậm biết đi, nam giới liệt dương thì sẽ sử dụng ngũ gia vị
mộc hoa và ngu tất, mỗi vị 5g, sắc lấy nước uống hoặc tán thành bột để uống đều được. Còn trường hợp bạn bị sưng các khớp, khó vận động và di chuyển thì áp dụng bài thuốc như sau: ngũ gia bì, trinh nữ, bưởi bung, cát căng và lá ngải, mỗi vị 16g, nấu thành một thang thuốc, chia thành 2 lần uống trong một ngày. Còn đối với trường hợp bị gút thì chúng ta sẽ áp dụng bài thuốc: ngũ gia bì, bồ công anh, trinh nữ, cà gai leo, đinh lăng, cát căng, kinh giới, đơn hoa và thủy bồ xương, mỗi vị là 16g, nhục quế là 10g, 12g lá lốt và 20g ngu tất nam các bạn nhé, sắc lấy nước uống trong một ngày. Đó là những bài thuốc sử dụng ngũ gia bì trong việc hỗ trợ điều trị bệnh. Nhớ là sử dụng đúng ngũ gia bì, còn những loại khác thì các bạn cần lưu ý. Phần thứ 5, những lưu ý cần thiết cho bạn. Sau đây là những lưu ý cần thiết cho bạn khi sử dụng ngũ gia bì đây. Trước hết nhớ rằng chỉ có ngũ gia bì gai và ngũ gia bì hương thì nó mới có tác dụng điều trị bệnh các bạn nhé. Và bộ phận dùng của nó là vỏ rễ hoặc vỏ thân. Chỉ sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ hoặc hướng dẫn của các lương y uy tín, bởi vì còn phối hợp thêm các vị thuốc khác nữa, cho nên các bạn cần lưu ý và cân nhắc. Đối với những người gặp vấn đề về âm hư hỏa vượng thì không sử dụng. Và các bạn cần lưu ý đó chính là sử dụng ngũ gia bì nếu như gặp những vấn đề bất thường về sức khỏe hay là gặp những vấn đề nào đó trên cơ thể thì phải ngưng ngay và báo cho bác sĩ biết liền các bạn nhé. Và các bạn cần lưu ý đó chính là sử dụng thì phải sử dụng đúng liều lượng và không phối hợp cùng với những cái loại thuốc bạn đang điều trị khác để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Và tránh nhầm lẫn giữa cây đùm đủng các bạn nhé. Cây đùm đủng trong dân gian người ta cũng gọi là ngũ gia bì, thì không sử dụng cây này để làm thuốc, các bạn cần lưu ý. Tiếp đến phần thứ 6, giải đáp một số những vấn đề thắc mắc. Các bạn hỏi trang ngũ gia bì có độc hay không? Câu trả lời là không. Ngũ gia bì có tác dụng đuổi muỗi đúng không? Đúng như vậy, bởi vì sao? Bởi vì nó có mùi hương giống như xạ hương các bạn nhé. Ngũ gia bì có tác dụng lọc không khí hay không? Câu trả lời là có. Ngũ gia bì điều trị bệnh gút được không? Câu trả lời là được, nhưng phải kết hợp thêm với những vị thuốc khác nữa và phải kiên trì. Nó không thay thế cái phương án điều trị gút cấp đối với trường hợp sử dụng Tây y các bạn nhé. Bạn hỏi Trang là ngũ gia bì uống hàng ngày được hay không? Tùy thuộc vào từng trường hợp bệnh lý thì chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong một cách sơ lược và khái quát cùng với Trang về dược liệu ngũ gia bì. Mong rằng bạn có được kiến thức để sử dụng đúng, an toàn để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nếu như bạn thấy những kiến thức ngày hôm nay có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại.